Xin chào các bạn, mình là Hamdi của MV Review. Hôm nay mà mình muốn làm một cái clip để giới thiệu cho các bạn một shop chuyên cung cấp Gunpla, Figure và các thể loại toy hobby các kiểu sắp sửa đi vào hoạt động vào tháng 11 của năm 2019 này. Đó chính là GFT, Gunpla Shop. Nói về cơ sở vật chất trong thời điểm hiện tại thì shop vẫn chưa có gì gọi là nhiều, tại vì nó vẫn còn đang là một cái shop quần áo. Nhưng mà khi đi vào bên trong thì các bạn sẽ thấy được những mẫu Gunpla được bày bán và những con hàng tâm huyết được các anh em Gun43 trưng bày tại shop. Ngoài ra thì shop còn có bán những cái dụng cụ cơ bản để phục vụ cho những bạn newbie. Cho nên là những bạn nào có nhu cầu cần mua những dụng cụ như là kèm bấm, Gundam Marker hoặc là Top Coat thì đừng ngần ngại ghé qua cơ sở 01 Phan Thanh để sắm sửa dụng cụ cho mình. Hoặc là nếu như không muốn mua gì thì cứ ghé qua ngắm hàng hoặc là gặp được chủ shop cũng được. Có thể nói là dù cho cơ sở vật chất vẫn còn hơi thiếu thốn, nhưng mà trang Facebook của GFT Shop thì đã được đi vào hoạt động một khoảng thời gian khá lâu rồi. Vì trước đây tên của nó là Zoro Shop, chuyên cung cấp những cái figure riêng của dòng One Piece. Cho nên là những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng ở Đà Nẵng thì đừng ngại truy cập vào đường link mà mình sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận, nếu như mà dành cho những bạn nào không biết phần mô tả nó có tồn tại. Các bạn có thể liên hệ với anh chủ shop để nhờ anh order hoặc là xem giá những cái món mà mình cần mua, hoặc là cứ inbox cà khịa với ông cũng được, chung là cà khịa với ông càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì shop còn là một cái địa bàn để cho các anh em offline thường xuyên. Thời gian offline thì thường xuyên được thông báo ở trong cái group mang tên là Gunpla Đà Nẵng. Thì cái đường link của cái group đó mình cũng sẽ đặt ở trong cái phần bình luận hoặc là miêu tả luôn. Cho nên là bạn nào mà muốn tham dự vào những cái buổi offline được tổ chức chủ nhật hàng tuần thì cứ thoải mái tham gia vào. Mình sẽ để hết tất cả những cái phần link ở dưới phần bình luận và hoặc là mô tả. Thì đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái clip ngắn lần này thôi. Mong các bạn sẽ ủng hộ cho shop Gunpla của hội Đà Nẵng này.